Cái gì? Ê, cái ổ mối này đâu tiêu ta? Cái gì? Ừ, ổ mối đâu rồi? Mà cái này không có dấu vết gì luôn á. Ừ. Nhưng nó rớt xuống đó thì nằm đây chứ đâu. Ừ, đó có đi ổ mối rồi. Sao mắc xác luôn. Gì thế? Mắc xác luôn. Nhà này ổ mối đầy chứ. Ừ. Môi thật. Xin phép được chào cô hay bà ha. Thì không biết là hương linh của bà hay cô gì đó đã ở đây bao lâu rồi. Chúng tôi đang rất là mong muốn được giao tiếp và tìm hiểu về cô, để mà mong rằng có một biện pháp nào đó giúp đỡ cho cô được về một nơi nào đó tốt hơn nơi này. Cô á, nói chung là tôi biết là cô đang sợ cái sự hiện diện của ông lão đó. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế nào đi nữa thì ông ta không làm được gì cô đâu. Nếu mà cô có tâm hướng Phật, có tâm hướng thiện, mong là có thể giải thoát được á, thì đây hai cháu tôi giúp đỡ cho. Nếu mà đã có tâm á, mà hướng đến một con đường tốt thì cô phải nhất tâm. Còn mà nếu mà gì? Chị thấy lưng không ạ? Lưng có gì đâu. Gì? Lưng có đâu có gì đâu. Tiêu rồi. Có thể là trong lúc mình trò chuyện với cô gái này là ông lão có thục thò bên ngoài. Thì đó. Có thể là cô ta đang chỉ. Ông đang kiếm một cái thời cơ đó, mình không để ý ông ta kiểu như cản trở và tác động với mình. Cái gì? Cái bóng. Cái bóng hả? Bóng nước ngang sau lưng đó. Sao đứng đúng ớn quá. Phức á. Kỳ ta. Thật sự ra thì không biết á, khi mà không có giao tiếp được cô gái này và không hiểu được nhân thì mình thật sự không biết làm bước tiếp theo phải làm như thế nào để mà dễ. Thì bây giờ phải chi mà mình có thể mà hỏi được một cái số điều gì đó cần thiết thì mới nắm được và dễ giao tiếp và giúp đỡ cô gái này. Và hầu như cô gái này chưa có từng trả lời cho mình một câu nào hết. Chỉ chưa là biết tên, chưa biết gì hết. Ê, gì? Cũng ngồi trên đó nữa kìa. Đâu nó người ta thấy tôi kìa. Tôi giao tiếp không thể trả lời chứ. Hình như ông giao tiếp không trả lời luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, hai cháu tôi đã khuyên răng khá là nhiều đối với cô, cũng như vô linh nào cũng vậy, đã hữu duyên gặp mặt thì chúng tôi cũng muốn bày tỏ những cái điều mà chúng tôi có thể giúp đỡ được, cũng như là mong muốn được. Hai cháu tôi không phải là thầy bùa thầy pháp, cũng không phải là bất kể là một cái người gọi là biết bùa biết chú gì mà dữ dằn bắt vong linh hoặc làm vào trắng yểm gì đâu. Hai tôi với đơn thần đi giúp những vong linh, nếu mà vong linh nào có duyên thì chúng tôi giúp đỡ. Nếu mà đã gặp cô đây rồi thì cô có những cái vướng mắc, những cái đau thương, những cái khó khăn nào đó mà cô chưa thể nào vũ bỏ được thì bây giờ cô hãy cho tôi biết. Hoặc bây giờ thôi vậy đi, nếu mà ấy thì hai cô cháu tôi bày các bạn cô lễ cúng đây. Nếu mà cô mong muốn hoặc là muốn được cái điều gì đó thì hai cháu chúng tôi sẽ đặt cái bàn lễ đây, cầu ra đây. Và cô hãy cố gắng hiện diện ở đây để cho chuyện chúng tôi, để chúng tôi hay giúp đỡ cho cô. Thì bà chỉ trong toilet á. Trong đó có gì không? À biết đâu. Cái gì? Cô bà chữ. Trời ơi, bàn thờ bánh luôn rồi. Phải. Bó tay luôn. Ê. Trời, ngay bàn thờ này. Ê. Ngay bàn thờ. Miếng nằm đây phải không? Gì? Miếng nằm đây vậy phải không?
không biết luôn. Không, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Ừ, nhẹ gì đó. Không phải vậy đâu. Vậy nó đổ cho Linh. Không biết làm sao luôn. Cái gì vậy? Cái gì đâu mà dữ vậy? Cái cửa làm cục kẹt kẹt vậy? Cái cửa này đóng cục kẹt mới ra vô hoài luôn. Giấy thì giấy gì ta? Đóng được hả? Trong đây là cái danh sách tên, số điện thoại, địa chỉ. Là cái gì? Không biết. Khi nào là cái danh sách cứu trợ hay là giúp đỡ gì nhà gì không, không biết, không để ngày đó đồng mà đâu từ trong này ra nè, không biết, tại vì hầu như mình chưa để đi dở cái đó lên bao giờ đâu biết đâu. Cái đóng dính cái tượng nhách luôn. Con này từ đâu ra? Không biết, nghe cái đùng á. Cô gái lại khóc ở đâu nữa rồi kìa. Mở rộng ra nhìn cho thử. Nhớ. Bây giờ về đi. Chúng tôi bày ra cái lễ cúng. Bây giờ như nãy bà chỉ cho toilet. Ừ. Đặt cái máy quay vòng vòng đại rồi cúng vòng luôn. Nhiều khi biết bà ở trong thì ở trong đó nó có tối. Biết rồi, giờ y thế ý bà giờ muốn bà lại cúng kiến cho cô ở đâu đây? Toilet ha. Trong đó thì có thể là sẽ cam khí nó thịnh hơn ngoài này. Chứ lại nó hơi dơ. Ông già hả? Có giọt. Không, không, không già không? Sao mà chỉ con này quá vậy? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi luôn rồi. Về tiêu không, về toilet đi, lấy một đồ, lấy một đồ, một đồ đây, nước này, đây dược mà nãy giờ quá khó. Bây giờ đặt máy ngoài mình quay vô đây. Về đặt máy từ phía ngoài mình quay vô trong nhà, mình sẽ vứt cái này không thấy được. Mình cúng ở này nè. Ừ. Sao mà tâm nguyện của bà không cúng đây? Thế là mất cúng vô đây thì mình khó đặt máy. Thì mày mày lỗ vào lên. Mình nói khổ vậy. Chết à. Rồi cúng bên ngoài đặt lần tôi tới đi. Chứ giờ cúng đây thì nó chật hẹp quá. Với lại chỗ này dơ giấy. Những cái nơi này không, tốt nhất là không nên cúng. Vậy mình ngoài quay vô ha. Cứ phía sau quay tới đi. Đành đầu cúng ngay trên giữa cái ổ cửa nè. Đi đi. Đi dọn dẹp cái này thôi. Ở đó thì cúng ngay đó luôn đi. Máy đây quay về thẳng cái nhà luôn. Chá hả? Chá. À, ok đó. Cúng cái đó luôn đi. Dùm đi, có gì ngồi đậm ra sao. Mà không thấy ông lão đó ha. Ừ. Có nghĩa là mình khi mà ca mình ô kiến kìa.
Trời ơi kìa. Đâu dữ vậy? Kiến diện không à? Anh cũng ngồi sớm. Quá bả đồ đấy là nhăn nheo. Te tu tôi tả. Khỏi đứa đây, này đi. Khỏi luôn hả? Khỏi đây, khỏi đứa này. Thì khỏi tiền bạc luôn thôi. Mẹ tiền bạc đây nó không lấy chân nè. Này nấu chân này nó mua quy bộ không. Đang cày không? Euro không à. Euro hả? Sợi euro không? Ghê tờ. Euro không à. Euro có tờ 500. 500 euro luôn. Có hả? Đâu có đâu. Mà anh này có rồi mới ghê. Đô la Mỹ, lộng đô la euro, đô la phủ này ghê chứ hả? Tới 500 lần. Gì ghê vậy? Ghê dữ gì sao? Kìa. Cái tiền này cũng lạ nữa, không giống tiền mình. Cửa này. Cái tiền này lạ. Không như tiền già. Sao màu sáng nha, chúng ta bằng những cái màu sáng quá là nó không được tốt. Đóng tiền mà tiền nhà tiểu mà. Trời ơi. Đó rồi, rồi bể rồi, lấy nguyên cái chung ra luôn. Bể nguyên chung luôn rồi đó. Bể luôn hả? Ừ. Cái chung uống nước mà nhớ không? Nè. Ừ. Còn chống trầu trầu. Tàn nát vậy trai. Tự tự tự. Miễn không á. Anh quần móc 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 hồi cái mất tiêu của ngón tay. Không mất ngón tay mà đứt ngang miếng thịt chứ. Khóc lên. Nha, nha lấy chưa? Nha nè. Đâu rồi? Đó, nè nè. Ở nè cái gì vàng luôn nó bay. Nè, nè lấy đi, nè đốt đi tao tao về lấy đồ vàng đi. Mèo vô hoài luôn. Trời ơi, tắt cái trơn rồi. Ủa? Quay khỏi đi. Tìm ngắn quá ngắn rồi. Mô Di Đà Phật. Con cầu đang chặt của thằng Phú Đệ ở đây. Hôm nay hai cháu đến đây thì có gặp được hương linh của cô gái nơi này, thì không biết giống vị cô gái cũng như từ đâu đến đây và không biết gì nguyên nhân gì mà cô gái là cái đi không được đó. Thì hôm nay con cầu các ngài ở đây gia hộ độ cho cô gái có thể sớm được gỡ bỏ cái xiềng xích nơi đây để mà cô cháu con có cơ hội giúp đỡ cho con cô gái này sớm về chùa tu tập, cũng như là để sớm được siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngộ hai cái đèn cày cháy, một cái đó không cháy. Không cho cháy. Ngộ đời thì. Ông bạn nó làm hoài luôn á. Cửa đó nó. Sao nó tim ngắn quá nè, nó không cháy. Nghĩ đi. Chạy đi. Không lẽ. Không chết nổi đâu. Không lẽ. Cái đỡ cây. Đâu rồi. Kìa. Đó. Quải rồi, thổ quải. Cửa đâu. Kìa kìa. Dù phải chứ này mẹ nó giống cái là anh đem thẩm phừ. Nổi đâu, giả bộ thôi, nổi rồi. Rồi tắt hết rồi, kệ đi, giờ gió quá.
cả nhà, bây giờ tụi con sẽ rời đi chút xíu để coi con cô gái đến hưởng hay không, và đặc biệt á coi ông già có xuất hiện. Dạ, hồi đó giờ cũng biết nhiều chưa lần, thấy không giờ thấy, nhưng mà hy vọng sẽ thấy được. Thôi cả nhà, thì con sẽ đẩy máy đây để xem coi cô gái có ra hay không, để nghe cái đường ra ngoài hè luôn, ra cửa nè. Dạ. Sao chứ nhưng mà đẩy máy ra thì... để máy tới đi thôi, vô để luôn đâu đợi cục đá đó chứ ở đây rồi bất tiện lắm. Đi.
Mình ngồi đây cho tao cái này. Nam mô Di Đà Phật cô ơi. Giờ hai cậu cháu thôi, chết bà không có chỗ ngồi. Giờ nãy giờ hai cậu cháu tôi cũng đã có người ngoài đây không? Dạ. Còn không? Còn. Tôi đâu thấy. Phước chết này đâu thấy. Cô thì bây giờ vậy nè. Tôi nói cho cô nghe. Thì hai cậu cháu tôi á thì cũng đã hoài lắm. Cũng đã làm hết khả năng của tôi rồi. Thì bây giờ quan trọng ở cô nữa thôi, bây giờ cô có muốn đi về nơi khác không? Hoặc là muốn siêu thoát, hoặc là muốn siêu thoát thì cũng phải một ngày một bữa. Cô phải tu tập, cô phải buông bỏ, cô mới đi siêu thoát được. Hai cậu táo tôi đến đây á, thì hiện tại chỉ mong rằng là có thể là hữu duyên thì giúp đỡ cho cô. Còn mọi việc còn lại á, thì do hỏi cô. Thì tôi bây giờ hai cậu cháu tôi chia sẻ với cô như vậy đó. Thì cô thấy như thế nào? Cô có muốn rời khỏi nơi đây về tới cõi khác nó tốt hơn không? Muốn đi đúng không? Thì cô, trong lão hiện tại gì? Ai? Ông nào? Ông trong cầm búa như ông chỉ ra kìa. Làm sao? Trong. Bây giờ. Ê, bây giờ mày ở đây mày bây giờ vòng qua đây. Vòng qua đây mày lấy. Ông dạ đó hả? Tao tìm cách tao cản trở ông. Còn mày giúp. Hai cách bây giờ mà tao đi với mày đi.
Mày đi mày qua đây tao bệnh. Đi đâu? Mày sao? Mày nếu mày đi bị qua vòng qua đây tao 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 cách ra ngoài tao cản trở. Mày đây mày kìa, mày trò chuyện với cô mày giúp cô nha. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật cô ơi. Ông ơi. Ê, ông đừng đứng đây. Ông đừng có cản trở. Cái gì? Cô gái nữa. Hãy để cho cô ta đi đi. Bây giờ thế này nè. Nếu mà cô thật sự muốn đi. Những cái đồ vật trên đây. Cô ông có làm thấy mà vừa được được vào món nào á. Cô cứ vào đó. Cậu cháu tôi sẽ mai cô đi lên chùa. Bác Hương ông ha. Càng làm như vậy á thì ông càng khó để siêu thoát. Nam mô Di Đà Phật. Thì bây giờ như nè. Cô vô nha. Ông đừng có làm vậy rồi ảnh hưởng đến vong linh khác. Người ta muốn đi để ta đi chứ mắc cái gì phải cản vậy. Ông được rồi. Đi Ngọc ơi. Gì? Đi được rồi. Được rồi. Dạ. Chạy đi. Ai ơi. Lẹ. Dạ. Nhanh đi. Sao ơi? Được không? Yeah. Ông lo bên đây nè. Bên nào? Bên đây nè. Ôi, bên đây ông giữ cái tay rồi. Đây. Bên đây nè. Để tôi gỡ cho. Ông đừng gỡ ra. Ông đứng tôi kìa. Ây da. Để tôi gỡ cho. Ây da, ông tôi. Ông không muốn, ông không muốn trời, trời. Ê, đừng có chặt đâu, đừng mà, đừng chặt đâu mà, được chưa? Chạy đi. Trời, ông biến mất tiêu rồi, Thôi, cô gái bảo vô bắt nhang rồi đi, cầm luôn đi, nè. Lại. Sao ơi? Được không? Ây da đi. Được không? Đi. Thôi cái nhà ơi, tụi con chắc có lẽ cũng đem cái bác Hương này lên chùa liền cái cha. Cho cô gái đi về tu tập nha. Mô Phật, cảm ơn cái nhà tôi xem video rất là nhiều. Hẹn cái nhà lần sau. Mô Di Đà Phật. Chào cả nhà. Để mà